Năm 2023 Ất Sửu năm mạng, trâu trong biển, mệnh vàng trong biển, trâu ngậm thìa bạc, xương trâu và tướng chó. Thì dự báo một năm có được nhiều điều may mắn và tốt lành. Công việc có được sự mở mang và đầu tư rộng lớn hơn, to đẹp hơn và thăng tiến hơn. Xuất hành thì sẽ gặp được quý nhân phù trợ mà đại cát, sức khỏe tốt và nhìn chung thì mọi phương diện đều tốt đẹp. Vì sao? Vì thiên can Ất là hành mộc, gặp thiên can Quý là hành thủy, tương sinh với nhau. Ngũ hành bản mệnh là tương trợ, Ất Sửu thì là mệnh kim, mà gặp năm Quý Mão thì là mệnh kim, nên có sự tương trợ, bổ trợ cho nhau. Nhất là trong cái vấn đề kinh doanh hay là buôn bán, nếu mà gặp được quý nhân đúng thời điểm thì nên liên kết lại với nhau, thì làm ăn, đầu tư, kinh doanh, buôn bán chắc sẽ thành công. Tuy nhiên thì theo kiểu phi tinh thì tốn là hành mộc, khắc càn là hành kim, và nên chú ý thị phi và phải tự gánh vác trong năm nay. Và chú ý tháng 4 và tháng 8 là hai cái tháng xấu nhất trong năm. Chú ý không nên xây dựng nhà cửa vì cái tuổi này phạm kim lâu và hoang ốc quý vị nhé.